quay video của anh tổng thể máy cho mình nhé. Đây mặt trước của máy, mặt trước của máy thì mình không bị va đập hay cấn móp gì đâu ạ. Đây, ở đây thì máy có cái vết và vết xước nó phai màu đi một chút thôi. Đấy, nó bị xước nhẹ một chút nhưng mà nó không bị ảnh hưởng gì đến chất lượng của máy nhé. Đây, nó bị xước nhẹ ở đây thôi. Hiện tại thì bên em còn duy nhất một chiếc máy này thôi ạ. Cái này thì bọn em cũng về gặp vài chiếc và cháy là rất nhanh ạ. Đây, các góc cạnh của máy thì cũng không bị va đập hay cấn móp gì đâu ạ. Đây, em quay cận cảnh các góc cho mình xem rồi mình check ạ. Đây, ở đây thì máy nó cũng có vết xước nhẹ thôi. Thì cái này thì bên em bán máy đã qua sử dụng thì mình cũng không tránh khỏi được đâu ạ. Vậy em còn duy nhất một chiếc này thôi. Vì ngoại hình thì máy cũng không bị cấn móp gì đâu. Tổng thể của máy nó chỉ sức nghe thôi. Đấy, quan trọng là cái chất lượng bên trong của máy. Em test các chức năng cơ bản máy cho mình ạ. Mình mở máy ra thì máy nó sẽ tự mở, nó sẽ tự động mở và mình không cần phải sử dụng cái nút nguồn nào, với điều kiện là máy còn pin. Đây, em test các chức năng cơ bản máy cho mình ạ. Em test cam cho mình ạ. Được đấy ạ. Em test ca em test bàn phím cho mình ạ. Những phím hiện trắng trên màn hình là những phím có trên bộ bàn phím của mình anh nhé. Còn phím nào không hiện trên màn hình là trên bộ bàn phím của mình không có ạ. Đấy ạ, bàn phím của mình ok hết rồi ạ. Các cái phím này là trên bàn phím của mình nó không có thì nó sẽ không hiện ạ. Chuột trái á, chuột phải ạ. Mà bàn phím của mình em test ok hết rồi đấy ạ. Em test loa cho mình ạ. Loa của máy ạ. Loa của máy thì khá là rõ anh nhá. Loa cũng khá là to, rõ, không bị rè, không có vấn đề gì về loa, cam, mic và bàn phím ạ. Cơ bản thì em test các chức năng cho mình là như vậy. Thì máy mình mua là bản 128GB và có thể nhớ. Thì hiện tại thì em đang để cho mình là một ổ. Thì là em sẽ chạy ổ nếu mà mình muốn chia. Em qua cái ID của máy cho mình ạ. ID của máy ạ. Lát em sẽ chụp lại ID máy cho mình ạ. Đây, bàn phím bên trong ạ. Máy không bị va đập hay cấn móp gì ạ. Đây, màn hình của máy á. Màn 4K khá là sắc nét đấy nhá.